Mời bạn nam. Chào bạn. Chào anh. Và bây giờ mời bạn nữ. Dạ em chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh và chào quý vị khán giả. Chào bạn nam bên kia. Em tên là Trần Thị Trúc Quỳnh. Em năm nay 27 tuổi. Quê em ở Long An và em làm ở Sài Gòn thì cũng được nửa năm rồi. Trước đây thì em làm giáo viên ở Long An. Dạ. Bây giờ lên Sài Gòn thì mình làm gì? Dạ em làm bên phát triển kinh doanh cho công ty văn hóa Trí Việt. Rồi mời bạn nam giới thiệu cho mình ạ. Mình tên là Hùng. Mình thì quê ở Đồng Nai. Về Đồng Nai á, được cái là xấu trai nhưng mà tốt bụng ạ. Mình làm nghề gì? Dạ em làm rửa xe. Bao nhiêu tuổi rồi Hùng? Dạ em 32. Làm nghề rửa xe? Dạ. Tức là bạn rửa cho chính mình hay là bạn làm cho công ty hay là làm cho người? Dạ em làm cho mình. À tức là mở tiệm rửa xe? Dạ. Mình có đứng rửa trực tiếp cho khách luôn không bạn? Dạ lâu lâu cũng có chứ thường là nhân viên. Được bao nhiêu nhân viên? Dạ từ 5 đến 6 người. Bạn thấy cái năng lực của mình, cái sở trường của mình là gì? Viết lách. Là quan sát tâm lý. Là dạ, này tâm lý dữ lắm nha. Là chúng phải đoán tâm lý anh bên kia thử à. Dạ phải gặp mặt trước đã. Rồi hát. Nói chung là em biết mọi thứ cũng nhiều, chỉ có một thứ em không biết đó là thể thao, em không giỏi. Rồi, bạn trai, bạn thích những cái gì? Em á hồi xưa thì thích nhiều lắm, còn bây giờ thì hình như sở thích này không hết rồi, chỉ còn một sở thích là đánh cờ thôi. Đánh cờ, cờ tướng, cờ vua hay cờ gì? Cờ tướng, cờ tướng. 32 tuổi, trải qua nhiều mối tình chưa bạn? Chắc được 2. Bạn nghĩ bạn có khuyết điểm gì mà các bạn gái của bạn lại bỏ bạn? Dạ em là nhiều khuyết điểm lắm. Như là không biết nhậu nè, lười biếng giặt đồ. Vậy thôi hả? Dạ. Cái đó đâu có gì đâu, bình thường mà. Ưu điểm của em á là có nhiều quá nhiều khuyết điểm. Cũng biết hài hước ghê á. Bây giờ mình cần một người phụ nữ như thế nào? Điều kiện tiên quyết á, người đó phụ nữ phải là phụ nữ tự nhiên. Có nghĩa là không chuyển đổi giới tính á. Mà mẫu người em chọn á là nó nằm trong một câu gồm 4 cụm từ là xinh xinh, thông minh, trung tình và biết sống vì chúng sinh. Biết sống vì cái gì? Chúng sinh. Biết sống vì mọi người đó. Sao? Em cảm nhận về bạn trai bên đó như thế nào? Thấy cũng dễ thương vậy thôi, cảm giác hài hước, dí dỏm. Dạ. Mình có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ khoảng 3. Mẫu người lý tưởng của bạn? Em cần một người đàn ông chững chạc, đã có một cái sự từng trải nhất định rồi. Em cần có một sự tài chính ổn định. Và em cần người ấy sẵn sàng cho cuộc sống gia đình. Và một người người chồng, người cha tốt. Về ngoại hình thì cao hơn em khoảng, nói chung là 1m60 mấy trở lên. Cũng biết tự chăm sóc cho bản thân. Hồi nãy nghe nói cũng là rất là thích hát. Dạ cũng hay hát. Thể hát thử một câu cho bạn trai bên kia nghe luôn. Em xin hát bài Giọt Nắng Bên Thềm của cố nhạc sĩ Thanh Tùng. Hoa Vân Hồng trước sân nhà tôi, chim Vân hót sau vườn nhà tôi. Giọt nắng băn khoăn, giọt nắng rơi rơi bên thềm. Bài hát băn khoăn, bài hát mang bao kỷ niệm những ngày đã qua. Lâu lắm rồi anh không đến chơi, cây sen đã lá bạc như vôi. Rồi đã rêu phong, rồi đã chưa quen chẳng người. Bài hát rêu phong, bài hát viết không nên lời, đã vội lãng quên. Bạn trai có bài thơ, có bài hát nào đáp từ lại không? Em thì hát thì nó là sở đoản mà tệ nhất của em. Còn có bài thơ thì cũng có thơ để đối trọng lại với bạn nữ ha. Mời bạn. Có vài bài thơ em làm cũng khá lâu rồi, về mùng 8 tháng 3. Nhân thể đây em chúc luôn toàn chị em phụ nữ. Mừng ngày mùng 8 tháng 3, tôi đây xin tặng một đóa hoa hồng. Chúc cho ai đã có chồng được ẩm, được bế, được bồng đi chơi. Chúc cho chị nào hãy còn khơi khơi, năm nay sẽ được một nơi tốt lành. Chúc cho em nào hãy còn xanh xanh, sẽ được các anh tranh giành đón đưa. Chúc cho bà giá vẫn chưa, năm nay sẽ được đón đưa về nhà. Chúc cho các bác đã già vui cùng con cháu cả nhà yên vui. Xin hết.
Dù đọc thì hơi giật một chút nhưng mà cũng dạ, được. Lâu quá không nhớ chị. Ý tứ cũng đầy đủ, dành hết tất cả mọi lứa tuổi ha. Dạ. Trời, mặt trai quá nhỉ. Dạ, cảm ơn chị. Tao đứng lên coi, tao coi. Xoay vòng ngoài. Chuẩn. Cái điểm nào mà không thích ở người con gái? Không thích thì thường là cam ram. Xe xua rồi trang điểm hơi là lạc vậy. Mốt tiền bạc về làm rồi mình ai giữ tiền? Đương nhiên là cho chị em phụ nữ giữ thôi. Chắc không? Chắc. Bạn này có vẻ tôn trọng chị em phụ nữ lắm nè. Dạ. Đưa hết cho vợ luôn. Dạ. Wow. Thân này còn cho được mà. Wow. Được, 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 được. Trời ơi, tôi được rồi đó. Không biết bạn được không chứ tôi thấy được hết trơn rồi đó. Thân này còn cho là được nữa. Ngoại hình, tư tưởng, ăn nói duyên dáng nữa. Được hết trơn rồi đó. Em chào anh. Chào em. Bạn có đồng ý đi rửa xe không? Em không thích. Không thích rửa không xe. Thích rửa. Thích làm bà chủ rửa xe không? Cái đó thì coi lại. Thật xấu gì? Em á? Ừ. Em là cái người sống khá nhiều theo cảm xúc. Em nghĩ đó là ưu điểm nhưng cũng là khuyết điểm mà. Nhưng mà linh tính của em thì đúng nhiều. Chưa chắc. Đó là do mình cảm nhận. Mình cảm nhận thôi. Thật xấu là sống mà cảm xúc, mà mấy người cảm xúc là có thể thay đổi liên tục. Cho hai bạn này gặp nhau đi, chứ bây giờ khỏi đón mò đón gì nữa trơn ha. Kéo màn lên. Này, chuyện quan trọng lắm mà. Rồi, các bạn quay qua gặp mặt nhau đi. Chào anh. Anh quan niệm như thế nào về hôn nhân? Dạ, tí nữa em anh hỏi em trước đi ha, câu đó anh trả lời sau đi ha. Dạ được. Em có thích hoa không? Dạ rất thích. À thích thì anh tặng, còn không anh đem về. Cảm ơn em. Cảm ơn anh. Trời đất ơi. Đó, cô ráng cô bắt tâm lý đi nha, tôi thua rồi đó. Dạ. Hôn nhân gia đình đó thì mình nghĩ cái mục đích cuối cùng á là hạnh phúc. Mà mình nghĩ cái hạnh phúc á là sự phấn đấu, sự nỗ lực. Anh đã sẵn sàng cho một cái gia đình chưa? Anh chuẩn bị mấy chục năm rồi. Mấy chục hả? À, nhưng mà bây giờ chưa. Mấy năm rồi. Ba mấy năm rồi. Anh có gì hỏi em không? Em thích hoa gì? Em thích hoa hướng dương. Nhưng mà hoa hồng thì em vẫn thích. Anh thì anh thích hoa hồng. Tại vì hồi xưa người ta nói hoa hồng có gai. Ý là mang một cái tính gì, mang cái gì đó nó tiêu cực, nó nghĩ nó không tốt cho chị em phụ nữ. Xong anh nghĩ lại thì nó không phải. Hoa hồng á thì nó vừa đẹp, nó vừa thơm, là thể hiện được hai cái tính của phụ nữ. Cái hai nữa nó có gai á, nó không phải là cái xấu xa mà cái đó là cái sự thông minh á. Cái gai đó có nghĩa là nó biết bảo vệ mình. Không phải ai phải có người xứng đáng thì mới cho hái, phải không? Anh thấy cái ý nghĩa của nó là nó hay nên anh tặng em hoa hồng. Ai đang chơi đòn tâm lý với ai ta? Em quan niệm về tình yêu thì sao? Khi yêu thì em yêu hết lòng. À. Đã hết lòng rồi thì sau này sẽ không hối hận bất cứ điều gì, dù nó như thế nào nữa. Ừ. Cảm nhận bạn gái thế nào? Thì nhìn bề ngoài thì em khá xinh, duyên dáng. Tính cách thì anh nghĩ em cũng khá chững chạc á. Cũng có suy nghĩ sâu sắc. Bản thân cảm thấy thế nào? Có chút tình cảm gì chưa? Em có chút thiện cảm với anh ấy khi mà nhìn thấy. Và như vậy là dấu hiệu tốt. Hết thời gian. Suy nghĩ thật kỹ, quyết định xem chúng ta có bấm nút hay không. 3 tiếng đếm, bắt đầu. Suy nghĩ nha. 1 2 Chúc mừng hai bạn và tôi xin tặng những chiếc vé xem phim để các bạn có những cơ hội tìm hiểu nhau kỹ hơn, để tìm hiểu một cái điều gì đó nó xa hơn nữa. Cặp này tôi có cảm giác là rất phù hợp với nhau đấy. Yeah. Hy vọng là sẽ sớm nhận được tin mừng từ các bạn. Yeah. Xin tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Cảm ơn chị, cảm ơn anh. Một cặp loa để chúng ta cùng nghe nhạc, đó là Sao Mắt Y5. Chúng ta nhau cái đi hai đúng bạn. Đúng rồi. Nào. Rung nóng cho nó hết rung. Đấy. Rung dữ vậy hả? Có rung. Có rung là có yêu. Có yêu là có hạnh phúc. Dạ, cảm xúc. Cảm xúc. Đúng rồi các bạn. Nào, thấy giờ thấy đi. Tóc tai lưu thưa quá vậy ta. Dạ.
Mùa hè nó vậy đó. Nóng nực quá hả? Mùa hè nóng nực quá. Rất là vui khi mà những người ông hai bà mối như các Tường, Quyền Linh mà gặp được những cái tình huống mà hai trái tim mà đập loạn xạ như vậy, là cảm thấy một cái dấu hiệu rất là mừng. Đôi khi người ta nói chuyện với nhau có một cái gì đó người ta hay bối rối lắm. Và mong rằng cặp đôi kế tiếp nó cũng có cái điều gì bối rối nha. Và bây giờ chúng ta đến với cặp đôi thứ hai. Mời bạn nữ của cặp đôi thứ hai. Mời bạn nam. Hey. Chào bạn. Chào anh Quyền Linh, chào quý vị khán giả. Chào Cát Tường và chào bạn nữ. Bạn tên là gì? Em tên là Lê Anh Hoàng, hiện tại Hoàng 32 tuổi. Làm nghề gì Hoàng? Là giảng viên đào tạo nội bộ. Là sao bạn? Thì mình là đứng ra đào tạo cán bộ công nhân viên. Đào tạo về cái gì? Về nghiệp vụ, về kỹ năng, lĩnh vực ngân hàng. Chào bạn nữ. Dạ, chào chị Cát Tường, chào anh Huyền Linh, chào khán giả xem đài ạ. Em là tên là Đỗ Thị Đường Vi, năm nay 24 tuổi. Em đang là nhân viên nhà hàng của tập đoàn Sinh Hoa và có một công việc nhỏ ở nhà, đó là kinh doanh online. Mình làm công việc này lâu chưa, cái online ở nhà đó? Dạ. Bán về mặt hàng gì? Em kinh doanh về sản phẩm đặc sản của quê mình. Quê em ở đâu? Ở Bình Định ạ. Mình giới thiệu về cái sở thích của mình đi. Em thì là người thích dịch chuyển. Cái chuyện gì mà ngồi một chỗ lạp là không thích. Thích đi đây đi đó, thích tụ tập bạn bè. Thích cái gì vui vẻ chứ không có thích những cái chuyện nhàm chán. Thích gặp gỡ nhiều người. Gặp gỡ nhiều người vậy tại sao mình chưa tìm được người nào cho bản thân mình? Chắc là tại vì kéo quá với lại cũng không có gặp được cái duyên của mình hay sao chị? Mình trải qua mấy mối tình rồi? Nói chính thức thì là 2 mối tình. Còn rau ria thì cũng 3-4 cái. Rau ria nữa không? Rau ria, bạn rau ria mấy cái? Em cũng lai rai. Lai rai. Lai rai mấy mối tình? Tình duyên của em chắc chia là 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên là chắc là gọi là sủ nhi, là trẻ trâu á. Là thời đi học. Thì chắc lúc đó em được mang tiếng là sát gái. Sát gái ở trong ngoặc kép nha. Tại vì hầu như là những bạn nữ nào mà được ghép với em là phải lấy chồng sớm. Rồi đến giai đoạn thứ hai là giai đoạn em đi làm. Thì em được mang một cái sứ mệnh là mát tay. Tại vì em vào phòng ban nào thì các bạn nữ lần lượt lấy chồng và sinh con. Còn giai đoạn thứ ba là hiện tại là em đang ấy. Ủa vậy rồi mấy cái râu ria đó nằm ở giai đoạn nào? Nhiều giai đoạn. Rải rác, râu ria rải rác rồi rơi rụng hết. Tường Vi, mình có những cái điểm mạnh và điểm yếu gì? Em thấy điểm mạnh của mình thì chắc là giỏi về giao tiếp. Thí dụ như gặp người lạ hay gặp thấy đám đông thì chắc không mắc cỡ. Có khả năng kiếm tiền. Thấy vậy, tại thích việc làm kinh doanh. Về điểm yếu thì chắc là ham chơi, đôi khi hay quên. Hậu đậu chút xíu. Hay quên sao? Mình kinh doanh mà hay quên, rủi bán quên thu tiền sao? Không, cái tiền thì chắc không quên được tiền. Không quên. Tại ham vui vậy thì bạn có phải là mẫu người phụ nữ của gia đình không? Biết nấu nướng nội trợ gì không? Dạ biết ạ. Đã nghĩ đến chuyện kết hôn chưa? Nếu được thì em muốn 1 hoặc 2 năm nữa. 1-2 năm. Tại vì quan điểm của em thì là người của gia đình, nên em muốn tốt nghiệp xong á thì có thời gian đi làm ổn định kinh tế, lo lắng cho gia đình chút xíu rồi mới tính tới chuyện của tương lai. Em Bình Định vô Sài Gòn lâu chưa em? Dạ em đi vô lúc học đại học á, thì bây giờ cũng được 5 năm rồi ạ. Muốn ở đây luôn hay là sau khi lập nghiệp xong về Bình Định? Dạ muốn ở đây luôn, thích cuộc sống Sài Gòn này ạ. Bạn nam. Dạ. Bạn bây giờ mình thích lập nghiệp ở đâu? Dạ em sinh ra lớn lên ở Sài Gòn. Ở Sài Gòn luôn. Dạ. 2 năm nữa mới kết hôn thì bạn thấy có phù hợp với bạn không? Dạ em nghĩ với cái tuổi đó cũng phù hợp chị. Bây giờ người ta sẽ nói về mong muốn của một người bạn đời của mình là gì? Bạn cần gì? Lúc nãy bạn nữ cũng có tâm sự là thích đi đây đi đó. Thì em rất là thích việc đó. Và mong muốn thì người bạn đời của mình có thời gian để cùng nhau đi đây đi đó với nhau. Với lại nấu nướng thì bạn đó nó biết nấu. Thì nấu ngon thì em không thích gì ở bạn nữ? Nếu mà công việc ảnh hưởng quá thì em cũng không thích. Thứ hai là nói nhơ quá thì em cũng không thích. Tức là càm ràm nữa ha. Rồi mẫu hình lý tưởng như thế nào? Nữ em nghĩ là nên ốm, mignon hoặc là dịu dàng, có thể là cá tính một tí. Tại sao phải ốm? Bây giờ bên đây người ta hơi mập chút xíu mà người ta rất là phù hợp với mẫu người vợ lý tưởng. Tại sao phải ốm? Thì cùng nhau đi tập thể dục chị. Bản thân bạn thấy mình có tật xấu gì không? Cái tính của em là hay gọi là quá đam mê công nghệ, điện thoại rồi internet.
nên nhiều khi em chú tâm cái điện thoại hơn là chú tâm về con người. Trời đất ơi, mày mệt rồi nha. Bây giờ muốn lấy vợ thì phải chú tâm vợ chứ. Thì em hy vọng là bạn nữ sẽ làm em chú tâm hơn để bỏ cái điện thoại xuống. Trời đất ơi. Dạ. Còn ngoài tật xấu đó ra còn gì nữa không? Em làm như em chơi hết nhiều rồi. Dạ, bây giờ muốn lấy vợ thì có cái gì để mà lấy vợ? Dạ cũng thủ. Thủ cũng được cái gì rồi? Thì hiện tại thì cũng có nhà có xe. Nhà xe là nhà của mình mua hay là do cho ba mẹ để lại? Dạ thì cũng ba mẹ một phần. À, nhà đó nhà riêng hả hay là dạ. hiện giờ đang nhà đó ở với ai? Em ở một mình. Sao tóc tai cũng lưa thưa quá vậy ta? Dạ. Mùa hè nó vậy đó. Nóng nực quá hả? Mùa hè nóng nực quá. Bây giờ cô bên này nè, là muốn là ốm bây giờ người ta mập. Người ta không thích đầu hói mà giờ bạn hói. Thì bây giờ mỗi người bỏ một chút, được dạ. không? Em có cái tâm niệm là tình cảm thì không có miễn cưỡng. Nó miễn cưỡng chưa chân đặt ra khuôn khổ người ta nghe vậy người ta buồn. Không, cái mẫu hình thôi chứ không phải là phải như vậy là đúng em. Đúng rồi, ta có quyền đưa ra cái mẫu hình dạ. của mình chứ. Chứ tôi là hói là tôi cũng thích rồi đó. Hói mắc mới gì ta ai đâu. Hói này hói nọ. Hói không? Hói thông minh em. Thông minh kiếm tiền giỏi lắm nè, có nhà rồi nha. À, có nhà có tiền giờ rồi vừa làm vừa chơi chơi vừa nghỉ dưỡng vừa đi du lịch. Quá hấp dẫn luôn. Ảnh hói vậy mỗi lần ảnh thư em nắm đầu đâu có được đâu. Không được. Hối hối cũng còn dài cộng chứ. Không, quan trọng là mình gọi là dùng tâm lý thôi, dùng tình cảm để nắm thôi, chứ nắm đầu hết tóc cũng hết nắm luôn. Ví dụ ôm điện thoại anh tin sao? Không, anh nói cũng rất hay. Quan trọng là người kế bên có làm cho mình bỏ điện thoại xuống hay không thôi. Rồi từ từ bỏ luôn quen à. Anh thấy anh bên này cũng dễ thương lắm. Nãy giờ anh nói cũng hồi hộp run run. Hôm nay mình đi có ai đi theo mình không? À, hôm nay đi theo có ai người nhà đi theo ủng hộ dạ, mình không? Em có hai chị họ. Rồi chào hai chị. Dạ em xin chào hai anh chị MC và khán giả truyền hình đang xem đài. Ở nhà giống như Vi nói có hai người hay hậu đậu, có hậu đậu lắm không? Dạ chính xác, không sai một từ. Vậy hả? Dạ đúng rồi. Dạ tại vì Vi có nhiều lúc Vi hay quên. Tại vì những cái vấn đề đó là Vi cảm thấy là không có quan trọng. Đúng rồi. Không quan trọng cho nên không có để tâm. Chứ còn mấy cái vụ tiền bạc là nhớ rõ lắm, đâu dạ, có hậu đậu đâu. Dạ làm ăn thì rất là sòng phẳng. Ừ. Sao em quánh giá anh bên này thế nào? À, theo em đánh giá từ lúc anh ấy bước ra tới bây giờ là mọi cái điều kiện của anh ấy đều phù hợp với Vi. Nhưng mà hình như là anh ấy, cái tiếp người anh ấy hơi bị lệch với Vi một xíu. Tại Vi là thuộc tiếp người hơi to con, mà anh ấy lại thích những người là nhỏ nhắn. À, nhưng mà em thấy là hình như là không bao giờ cái mẫu người mình, cái mẫu người lý tưởng của mình với cái người mà ở hiện tại không bao giờ giống đúng nhau. Đúng rồi, chính xác. Tốt rồi, một cái khả quan, một nhận xét rất là đáng mừng. À, nhưng mà em thấy hình như là ảnh hơi hiền. Ảnh hiền tốt chứ sao, đàn ông hiền tốt mà. Hiền lắm, anh đi hiền lắm. Em thích còn đàn biết ông về nhà sao thôi. Bạn nào đàn có đi ông với cá ai tính không? Chút xíu. Ồ bên đây không thích kìa, bên đây thích đàn ông phải cá tính một chút xíu. Phải không? Dạ có anh chị đồng nghiệp. Bạn gái bên kia cần một người cá tính chút xíu. Bạn này có cá tính không? Dạ cá tính thì chắc là có đó, mà cá tính ngầm đó anh. Cá tính ngầm. Ngầm dạ. Là sao? Đối với bạn Hoàng á là em út ở trong phòng. Nhưng mà bạn này rất là nhiệt tình, tất cả những cái yếu tố mà của bạn Vi yêu cầu á, là hầu như là bạn Hoàng hầu như là có hết. Ví dụ như là Vi thích buôn bán online, Hoàng lại là số 1 về săn hàng online. Nên là chắc là hai bạn này mà em thấy rất là hợp nhau. Người bán người mua. Dạ đúng. Đẩy doanh số. Nói chung rồi. Là hai bên là bên nào thấy cũng hợp rồi. Bên này cũng hiền, bên kia cũng dễ thương. Dạ kéo màn lên. Rồi đây, chuẩn bị. Chào em, anh gửi tặng em. Trước mắt thì tặng em có gấu để ôm. Sau đó hy vọng là chúng ta có gấu để ôm. Vi nói là Vi thích đi đây đi đó, đúng không? Vi dạ. Có hay đi nhiều không chưa? Các tỉnh miền Tây thì cũng đi rồi. Miền Trung thì là quê em rồi. Chỉ có bây giờ đợi kiếm tiền để đi ra Bắc được thôi. Còn nước ngoài thì thế nào? Anh có khả năng dẫn đi nước ngoài hả? Anh hay săn lắm. Ta nói vậy là người ta có khả năng rồi cô này. Nhưng mà có, với điều kiện là em có đi nổi với anh hay không thôi. Tại vì anh đi là đi theo kiểu tự túc, mọi thứ phải tự tìm hiểu, tự phải đi. Nên không có theo tour được. Anh chọn cô nàng nhỏ nhắn hay sao đi với anh được? Không, anh chỉ nói là cái mẫu người thôi, chứ không phải là anh chọn cái người mọi nhỏ nhắn. Cỡ này đi theo anh được không? Anh nghĩ là được rồi. Cảm nhận về nhau thế nào đi các bạn? Về Vi thì em nghĩ là duyên dáng, dễ thương. Với lại những cái tính cách mà Vi nêu ra thì em nghĩ là đâu đó cũng là những cái mẫu hình mà em tìm hiểu.
em mong muốn? Dạ, em có một yêu cầu là em thích người nào thương em thì thương luôn gia đình của em. Anh thì sao ạ? Anh nghĩ là chuyện đó là phải tất nhiên rồi. Tại vì gia đình là nền tảng mà. Mình có từ đâu? Từ gia đình mà ra. Mình phải quý trọng bản thân mình, phải quý trọng gia đình mình. Em cảm nhận về anh ấy thế nào? Em cảm nhận nói chung là anh cũng hiền, dễ thương, thấy cũng chân thật. Phải mạnh mẽ lên chút xíu nữa. Nào, hát một bài hát tỏ tình để cho cảm giác mình mạnh mẽ nào, chàng trai. Ai cho tôi tình yêu để làm thơ nụ cười? Tôi xin dâng vòng tay mở rộng để đón người đi vào tim tôi bằng môi trên bờ môi. Bạn nữ, đáp lại liền. Em không có bài nào mà kiểu mà thuyết phục gì hết trơn. Hay em hát một khúc bài Giả Vờ Như Em Yêu Anh. Trời ơi, rồi giả vờ đi. Xa như anh chẳng thuộc về ai thì tình cảm đôi ta đâu là sai. Xa như mình gặp nhau khi trước thì em đã đến trước một bước. Kết con tim em đã thuộc về ai mà sao chẳng khi nào nghe lời em cứ giả vờ. Rồi có khi giả vờ không yêu hóa nhưng đau lòng. Giả vờ không yêu nhưng đau lòng ha. Thôi rồi. Nhiều đó cũng đủ để cảm nhận về nhau rồi hả bạn? Chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định đồng ý hẹn hò không. 3 2 1. Hết thời gian. Nào, đây gửi tặng các bạn có những vé xem phim. Chúng ta sẽ có thời gian tìm hiểu nhau nhiều hơn. Ở rạp phim nói nhiều hơn nữa để hiểu nhau mạnh mẽ lên chút xíu. Cô ấy cần một người cá tính chút xíu, còn tóc tai không sao. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Dạ, em cảm ơn. Đây một cặp loa sau mắt i5 để các bạn nghe nhạc, những bài nhạc về tình yêu. Nắm tay nhau cái đi bạn. Trả lời tôi tại sao bạn bấm nút nhanh vậy? Ảnh thì sao ạ? Ảnh thì đúng 3, còn bạn là mới 2 à? Ồ, em nhớ là chưa đếm em đã bấm rồi mà. Trời ơi. Cảm giác bây giờ vậy mà. Cũng mới. Mới mới. Mình hôn nhau cái đi. Thôi chị. Năng động mà. Mình hôn cái đi. Hôn cái được không ạ? Đó, nhớ không? Người ta thích gặp người ta nói. Tức quá. Mạnh dạn lên nha. Cảm giác cái ôm đó làm sao? Rung. Rồi, nắm tay nào, nhau. Nắm tay đi xem phim các bạn. Chúc các bạn hạnh phúc nha. Nào, mời các bạn. Mời quý vị hãy hướng mắt về sân khấu để chào đón hai nhân vật nam chính của ngày hôm nay. Mời hai cô em gái nhỏ của tôi đi nào. Ánh sáng, bây giờ chúng ta sẽ giới thiệu về bản thân của mình trước nha. Bạn trai ngồi ở ghế màu đỏ, xin mời em. Em xin chào chị Cát Tường, anh Hứa Minh Đạt, ba bạn chơi và quý vị khán giả. Em tên là Lê Bảo Thoại, sinh năm 97. Nghề nghiệp là sĩ quan, hiện nay đang công tác ở Cam Ranh, Khánh Hòa. Và nhà em thì ở Phú Yên. À, nhà Phú Yên, công tác ở Cam Ranh. Sĩ quan. Gấp vụ gì rồi? Dạ trung úy. Chứ đủ bên này mà kết đôi được cái phải dành thời gian đi chơi với bạn gái, nhưng cũng phải có bữa ăn hay buổi cà phê rồi hoặc coi phim mới về chứ đúng không? Dạ có chứ. Có chứ ha. Còn chờ đợi gì nữa? Cô công chúa ngồi ở cái ghế màu đỏ giới thiệu về mình đi. Mình có ở Khánh Hòa Cam Ranh luôn nè. Dạ, em lần đầu tiên em xin chào chị Cát Tường và anh Đạt ạ. Em tên là Cẩm Vân, năm nay em 21 tuổi. Hiện công việc của em là nhân viên văn phòng. Dạ, hiện giờ là em ở thành phố Hồ Chí Minh và quê em ở Bình Thuận. Bây giờ chàng trai còn lại chiếc ghế màu xanh, mời em. Lời đầu tiên thì em xin gửi lời chào tới chị Cát Tường, anh Hứa Minh Đạt,
hai bạn nữ cùng chơi và toàn thể quý vị khán giả trong trường quay ạ. Em tên là Tiêu Kiết Tường. Hả? Tên gì? Kiết Tường. Vậy thì em biết ý nghĩa tên em là cái gì không? Dạ, Kiết Tường thì nó cũng gần nghĩa như là Cát Tường là ý nghĩa gì? Là may mắn. Đúng rồi, Kiết Tường, dạ Kiết Tường. Dạ vâng. May mắn, đúng không? Hy vọng ngày hôm nay em sẽ may mắn. Dạ, vâng. Đi một về hai. Tường năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ, năm nay em 25 ạ, em sinh năm 96. Hiện tại thì em đang làm phiên dịch viên tiếng Trung. Em đang sinh sống ở Vũng Tàu nhưng mà trong tương lai thì sẽ lên thành phố Hồ Chí Minh. Rồi, cô gái ngồi ghế xanh. Dạ, em chào anh Hứa Minh Đạt. Em chào chị Cát Tường. Chào hai bạn nam bên kia. Em tên là Anh Nhung, hiện 25 tuổi, đang là nhân viên của một công ty vận tải hàng hóa, đại diện cho các hãng hàng không nước ngoài. Dạ, quê của em ở Quảng Nam ạ. Quảng Nam mà đang làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ đúng rồi ạ. Hôm nay mình đến tham gia chương trình, mình đi với ai? Dạ em đi cùng với hai chị của em ạ. Vậy còn bạn gái ở ghế màu đỏ? Dạ có ạ, em đi cùng với mẹ và bạn thân của em ạ. Wow, có mẹ luôn. Mẹ dạ chào bác. À, chút xíu nữa sẽ liên lạc với gia đình mình nha. Còn hai chàng trai của tôi. Dạ em đi cùng bạn của em. Dạ hôm nay em đi với ba ruột của em. Ba luôn? Ủa phải ba ruột chú. Như vậy bộ có ba hỏng ruột nữa hả? Bộ có ba hỏng ruột nữa hả? Dạ chú. Dạ, quen miệng trời ơi. Vậy bên đây phải mẹ ruột không? Dạ ruột. Dạ hôm nay có ba ruột và có mẹ ruột của hai bên gia đình nữa nha. Chàng trai ngồi ở cái màu đỏ, những cái điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Em là một người khá nghiêm túc trong công việc. Em là người sống khá tình cảm và biết quan tâm chia sẻ những cái khó khăn đối với cho người khác và đặc biệt là người thân của mình. Đàn hát đồ thể thao đồ như nhau. Môi trường đó là mình mấy hay hát hò. Hát một khúc. Ok. Yeah. Mời Thoại. Tôi từng mua bột giặt kèm nước xả vải. Bột giặt rửa hai trong một mới, làm sạch nhờ công nghệ enzyme từ châu Âu và làm mềm nhờ khoáng chất dưỡng vải. Đồ sạch bong, thơm và mềm. Giờ tôi chẳng cần mua nước xả vải nữa. Bột giặt Jones 2 trong 1, giặt và xả tất cả trong 1. Khúc nhạc hòa cùng nắng chiều dịu dàng, để mình gần lại mãi. Nói lời thì thầm những điều thật thà, đã dư trong tim mình. Những chặng đường dài ngỡ mình mệt nhoài, đã một lần gục ngã. Tháng tư có em ở đây nhìn tôi mỉm cười. Tháng tư là lời nói dối của em đúng không? Rất là dễ thương. Trời, sao hai cô gái kia cảm nhận giọng hát của chàng trai bên này của tôi như thế nào? Dạ hay ạ. Hay. Của em điểm mạnh điểm yếu em là sao? Dạ điểm mạnh của em là em múa. Là em có học qua khóa múa nào chưa? Dạ không ạ. Em tạo niềm vui cho mọi người. Điểm yếu của em là em hơi trẻ con một tí, quăng đồ lung tung, quăng xong rồi cái vô mất tiêu. Trời, đó giờ tôi chương trình này dưới thay múa nôn dễ sợ vậy. Muốn mở cửa luôn á Tường. Muốn mở cửa luôn á Tường. Từ từ, bậy để người ta nói quá thiệt. Rồi, mở Tường. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì nè? Dạ, điểm mạnh của em là chịu khó. Tại vì nhà của em thì từ trước nó không có phải là rất là khá giả. Từ lúc mà em tốt nghiệp cấp 3 là em phải ráng học tiếng Trung để em xin học bổng đi du học. Em thiên về thích ca hát và chụp ảnh. Nếu mà bạn nào chọn mình thì mình có thể hát cho nghe cả ngày. Thôi bây giờ chưa chọn hát nữa. Chưa chọn cũng hát. Bức ảnh thật là đẹp luôn. Rồi, ảnh thì một chút xíu nữa mình kết đôi xong rồi cái mình rủ cổ đi ra công viên chụp ảnh. Bây giờ hát đi. Rồi, xin mời quý vị một tràng pháo tay. Hát luôn ha. Kiết Tường. Vậy cho em xin hát bài Ánh Nắng của anh. Rồi, xin mời em. Phút giây ta trao nhau tình yêu ấy, giờ đây là em, người anh mơ ước bao đêm. Sẽ luôn thật gần bên em, sẽ luôn là vòng tay ấm em, sẽ luôn là người yêu em, cùng em đi đến chân trời. Lắng nghe từng nhịp tim anh, lắng nghe từng lời anh muốn nói. Vì em luôn đẹp nhất khi em cười, vì em luôn là tia nắng trong anh không xa rời. Ghê chưa, thấy hai chàng trai của tôi ngày hôm nay không? Nghe là muốn làm tia nắng liền ạ. Nhung ơi, giờ Nhung sao? Điểm mạnh điểm yếu của Nhung sao? Dạ, điểm mạnh của em là em được cái chiều cao khiêm tốn nhưng mà tự tin lắm. Em chẳng bao giờ tự ti về chiều cao của mình cả. Chiều cao của em được tính từ trên trời xuống đây.
Chân cao của em được tính từ chân trời xuống đó. Đúng như vậy, phải tự tin như vậy. Em có thể chơi nhạc cụ và hát ạ. Nhạc cụ và hát. Dạ đúng. Em chơi loại nhạc cụ nào? Rồi, xin mời em. Em có thể chơi guitar, ukulele và một chút piano. Rồi, bây giờ em chơi ba loại nhạc cụ vô một chỗ được không? Ba loại nhạc cụ vô một chỗ được không? Không thể rồi. Không thể nào, em chọn một trong ba loại nhạc cụ. Em có thể chơi guitar ở đây. Guitar. Dạ đúng rồi ạ. Rồi, mời em. Người đi theo gió về chốn xa, nơi đây em mãi mong chờ. Chờ một ngày kia gió mây man anh về với em. Ước mơ tình yêu em đó sẽ không rời. Một lần được hát bên người, một lần được yêu dấu anh đan nơi nào với ai. Mãi yêu mình anh, tình yêu cháy gian cùng chúng ta. Anh đã đưa em lên trời cao, cùng bay với chân sao. Trong ánh sáng lung linh tình yêu, tình ta bay phú trên bầu trời cùng tiếng ca. Hòa trên mây, tình yêu em đó sẽ không rời. Một lần được hát bên người, một lần được yêu dấu anh đan đời nào với ai. Mãi yêu mình cực kỳ hay, cực kỳ hay luôn hả? Bạn cũng giống em cũng biết chơi ukulele. Vậy hả? Trời ơi, hôm nãy ta đang chơi guitar. Em còn biết chơi harmonica nữa. Ghê vậy hả? Sao hôm nay không đem đồ chơi theo? Dạ tại sợ hát nhiều quá hết hơi thổi. Sợ hát nhiều quá hết hơi thổi. Em sẽ thổi riêng cho bạn nghe. Vậy hả? Bây giờ hai mình có thể trò chuyện trực tiếp với nhau đi. Vậy em muốn hỏi hai bạn nữ, là đặc biệt là bạn áo xanh, là quan ghế xanh, ghế xanh, ghế xanh nha. Ghế xanh ạ. Quan niệm của bạn về tình yêu là như thế nào? Mình có một câu về tình yêu rất là hay, đó là một khi đã yêu thì anh sẽ là ngoại lệ duy nhất của em. Wow, ngoại lệ duy nhất của em. Nghe giọng nói của cổ em có thể nào em tưởng tượng ra cổ đang là như thế nào không? Là một bạn nữ như bạn giới thiệu là chiều cao khiêm tốn nhưng mà rất là dễ thương. À, dạ vâng. Tóc dài hay tóc ngắn? Em nghĩ, em nghĩ là tóc dài. Em nghĩ là chắc bận đầm. Vậy hả? Dạ. Tóc dài nhưng mà kiểu tóc là để sao nè? Em hãy tưởng tượng thôi. Em nghĩ bạn là đó. Bạn đó chỉ là để tóc dài xong rồi cột lên thành cái búi hay là sao đó. Wow. Thần giao cách cảm hả trời. Quan điểm về tình yêu của em sao? Gái ở ghế đỏ. Em á. Dạ, quan điểm tình yêu của em là trung thành, thấu hiểu. Tình yêu trung mà em thành. Từ trung thành, không nghe nói vậy. Trung thủy trung... chứ sao trung thành. Thành. Dạ, nói chung là trung thủy á. Như lính lát vậy đó, phải trung thành, ghê quá ha. Rồi. Trung thủy, mẫu người yêu của em là, cái kiểu mẫu người yêu là như thế nào? Cao hơn em để có thể bảo vệ được em. Có nụ cười tia chớp. Trời ơi, từ cười tia chớp là cười sao? Tia chớp. Tia chớp là cười sao nữa? Vậy. Hốt hồn ha. Không, hốt một cái là hốt hồn liền. Hốt, tôi thấy bên này hốt á. Mà không biết có hút hồn không hay hút cái gì tôi chưa biết, mà hút bà nha. Ấn tượng như thế nào, em cảm nhận về hai cô ấy như thế nào? Em nghĩ là bạn Văn là một người cũng khá là khó tính đó. Ghế xanh thì tài năng. Tài năng. Nhẹ nhàng, tính cách nhẹ nhàng. Nghe tiếng hát, tiếng đàn của cổ thì em ấn tượng về cái nào hơn? Tiếng hát hơn. Thôi bây giờ mình sẽ nói chuyện một chút xíu về cái tình trường đi. Thực sự là chưa có mối tình chính thức nào chị. Có thích, có để ý, có nói chuyện, nhắn tin nhưng mà cảm thấy không ổn nên mình không tới. Ví dụ như mà có người đúng giờ ý thì em nghĩ bao nhiêu tuổi mình kết hôn là hợp lý? Em nghĩ tầm 27-28. Và bây giờ cô công chúa 21 tuổi của tôi nè. Em trải qua 3 mối tình. Trời ơi, 21 tuổi mà ta 3 mối tình, mình thua quá rồi, thấy chưa? Mối tình đầu tiên bao nhiêu lâu? Dạ, mối tình đầu tiên của em là hồi năm cấp 2, năm lớp 9 lên lớp 10. Mối tình thứ hai của em là năm lớp 11. Trời ơi, mối tình thơ không à? Cả mối tình cuối cùng của em là em quen bạn đó là lúc bạn đó còn đang đi bộ đội ạ. Ôi. Chà, cũng hơi nhạy cảm giống bên đây ha. Sao mà cách lòng. Rồi sao, cái mối tình thứ ba đó là sao? Trong cái khoảng thời gian mà bạn ấy đi bộ đội thì lúc đó là em ở nhà em là hậu phương ạ. Sau khi bạn đó xuất ngũ ra ngoài xã hội thì chắc chắn là sẽ tiếp xúc với là nhiều người. Thì từ những cái đó thì tụi em có những cái mâu thuẫn nhỏ nhỏ. Em với bạn đó có đặt ra cái thử thách là 3 tháng
3 tháng là không liên lạc với gì với nhau hết. Trong cái 3 tháng đó là để cho hai đứa xác định là tình cảm với nhau. Thế nhưng mà trong cái ngày sinh nhật của em á, bạn đó mà xuất hiện á thì em với bạn đó tiếp tục, còn còn không xuất hiện á thì cái kết quả chắc anh chị cũng biết. Nhưng mà ai đề nghị, ai đề nghị cái trò chơi đó? Dạ bạn đó ạ. Rồi có vấn đề luôn. Cuối cùng là sinh nhật không tới phải không? Dạ. Thì trong cái 3 tháng đó, vừa tới tháng thứ 2 thì bạn ấy có người mới sau lưng em. Thí dụ 3 ngày thì được ha. Thí dụ giận nhau mình hay là gì, mình cần 3 ngày coi mình có nhớ nhau không. Trời ơi, yêu nhau 3 tháng gặp nhau đi luôn chứ chi nữa trời. 3 ngày không gặp nhớ thấy bà luôn rồi, đúng không quý vị? Em nghĩ là nếu mà bạn nam đó đề ra cái trò chơi 3 tháng đó, tức là bạn đó chỉ đang tìm cái cớ thôi. Đó, để muốn về phải không? Yeah. Sành điệu á, được bao nhiêu cuộc tình rồi mà sành điệu quá vậy. Đó. Dạ, nói chuyện thì... đồ ghê quá. Em cũng trải qua 3 mối tình. 3 mối tình, mối tình. Dạ vâng, thì hai mối tình trước là trước khi em đi du học. Là mối tình đầu là chia tay vì lý do là bạn đó có người khác. Mối tình thứ hai là chia tay vì lý do là hiểu lầm. Tức là tụi bạn của em nó nhắn tin nó chọc phá em, mà bạn đó thì lại tưởng là em có bồ nhí. Sau đó thì em có nhờ tụi bạn gọi điện để giải thích rồi, nhưng mà bạn đó không tin. Mối tình thứ ba là sau khi đi du học về đây, dạ quen được 2 tháng. Dạ bởi vì gia đình bạn đó là theo đạo Thiên Chúa giáo. Khi mà gia đình bạn đó biết em là đạo Phật thì ngăn cản không cho quen nữa. Còn em thì có bao nhiêu cuộc tình rồi? Em với cái tài đờn hát như thế này. Với tài đờn hát như thế này thì em có 2 mối tình từ lúc chưa biết đờn hát. Là coi như là thất tình xong mới biết đờn hát hả? Dạ đúng rồi. Mối tình đầu tiên của em vào năm học cấp 2 ạ. Năm em học lớp 8. Mối tình thứ hai là năm em học lớp 9. Nó vội vàng quá vậy? Nó vội vàng quá vậy? Thời còn trẻ mà lý do chia tay nó cũng củ chuối lắm anh. Anh chỉ cần chơi game mà không nhắn tin với mình thôi. Hồi đó là quen qua Yahoo. Giận chia tay luôn. Bây giờ nè, tôi nôn lắm. Tại hôm nay là có người lớn, có ba, có mẹ, hai bên đi theo nè. Mình nghe ý kiến người thân một chút xíu đi rồi mình trò chuyện tiếp được không? Trước tiên thì xin chào chị Cát Tường và anh Minh Đạt. Nói về là cô bé ngồi ghế màu đỏ, thấy thì tánh tình cháu cũng hiền, cũng không có được là được tự nhiên như mấy bạn gì đó. Ít nói, hơi ít nói. Bạn áo xanh thì nói thẳng ra cũng được, học thức cũng cao, mà hình như là hơi là lanh lẹ hơn là em, còn em ghế màu đỏ. Nói chung là ok hết, hai người người nào cũng ok hết. Ok hết. Cô tham quá. Bạn đi, giờ bạn cho một cái quyết định ra nè. Giờ chỉ được chọn một thôi, mình cùng trang lưới với bạn mình nè. Gu em với lại Cẩm Vân khác nhau. Vậy hả? Vậy thì em chọn người nào đi rồi người kia để lại cho Cẩm Vân. Đó. Màu đỏ nha Vân. Màu đỏ nha Vân ơi. Rồi, mời gia đình kế bên. Em giới thiệu đi em. Em là anh Đào, là chị của Nhung ạ. Em xin chào anh Hứa Bất Đạt, em chào chị Cát Tường và chào mọi người trong trường quay ạ. Dạ thì em thấy là bạn ghế xanh thì chững chạc hơn. Thì có lẽ là sẽ có một tí tương đồng với lại em gái của em. Con mời bác trai. Dạ, là phụ huynh của em bé Tơ, Cát Tường. Trên hai người thì tôi cũng không biết sao lựa, để chừng nào mở màn ra thì để cho mỗi người có mỗi điểm khác nhau. Màu xanh ưu điểm gì nè? Thì ca hát. Nói chung là chơi đàn rồi này nọ cũng được. Chứ nào mở màn ra thì để cho con nó lựa. Không kịp á, mở màn ra là con bé Vân đứng đây múa liền. Không kịp á bây giờ. Thôi được rồi, cảm ơn bác. Rồi mời bạn trai bên đây. Dạ, chào chị Cát Tường, chào anh Đạt ạ. Em là bạn của Thoại. Như bạn Nhung thì hát hay, còn bạn Văn thì lại múa lại. Chưa biết múa đẹp hay không nha, chưa biết. Chưa biết à? Chưa biết khúc này. Em nghe nói là múa đẹp mà trong khi đó thì mẹ Thoại cũng thầy múa cũng đẹp. Em thấy là mường tượng là thầy giống mẹ Thoại á. Đấy là hồi xưa em thấy dạy múa cho mấy em á. À rồi, hay quá. Bạn Vân là hợp phải không? Dạ. Rồi, cảm ơn Vân. Nói vậy thôi. Bây giờ cho các em một cái ưu tiên nè. Trước khi tụi em mở cái cửa sổ này ra, em muốn chạm thử không? Chạm thử. Không cần ạ. Được. Chạm để chị đưa em đi á. Đứng lên đây, nhìn thẳng về phía trước. Hãy đưa cô gái bên ấy lên. Dạ. Để cho chàng ấy có thể nhắm mắt và cảm nhận. Nhắm mắt và cảm nhận đôi tay. Sao? Dạ mềm. Dạ mềm. Sao có râu, tay có râu vậy? Cái này em thử, cái này là tay anh, anh vui thôi, chứ không phải nha. Đừng để cảm nhận rồi, bò là không được, anh không được nha.
Ôi lạnh quá. Lạnh. Em biết bàn tay đó của ai không? Chắc là của bạn Vân. Của bạn Vân. Nhắm ôi, mắt lại vậy? Cảm nhận một xíu đi. Nắm tay luôn cả cô gái còn lại. Ôi, sao, sao lẻ vậy? Gì vậy? Có điện hay gì vậy? Rồi, vô ngồi, vô ngồi em ơi. Cái sao giật cái liền vậy? Gì ghê vậy? Sao có chuyện gì vậy? Thì nắm thấy là biết là được rồi. Dạ. Mời em trai. Muốn nắm không? Dạ muốn. Muốn. Trời ơi, sập cửa tao. Dạ, tay bạn này thì hơi lạnh. Hơi lạnh. Dạ vâng. Tay này thì đỡ lạnh hơn tay hồi nãy. Ủa em chỉ đo nhiệt độ hả em? Dạ thì nó cũng mềm giống hồi nãy. Tay này giống tay đàn ông. Tay này giống tay đàn ông. Thôi được rồi. Tôi đang cầm tay chú cho tôi dìu qua bển đó nha ơi. Chứ không mê gì đâu có đâu ơi. Thôi được rồi. Không thiệt tình. Chào chị. Được rồi. Cửa. Mở cửa đúng không? Còn chần chờ gì nữa. Mở cửa trái tim. Mở cửa trái tim thôi. Wow. Rồi đứng dậy múa liền nè. Múa liền đi. Cho em nhạc ạ. Rồi. Ồ đúng rồi. Phải liền chứ. Wow. Trời luôn kìa. Sao sao sao? Thì múa đẹp chị. Nhưng mà khi cánh cửa trái tim này mở ra thì trong người em cảm nhận như thế nào? Em thấy bạn ấy cũng dễ thương. Thấy bạn ấy cũng dễ thương. Sao có giọng lạc giọng luôn vậy? Sao lạc giọng luôn vậy? Người ta múa tao mới hơi thở. Nó không ổn định với em ngồi không mà em căng thẳng hả? Tường. Sao? Dạ thì bạn này múa rất là chuyên nghiệp. Phải học qua trường lớp. Chị thấy múa là cũng nhìn em được bắn bắn dữ lắm mà. Hồi nãy bạn nói là không học qua trường lớp gì đó. Thế là em cảm thấy bạn múa rất là đẹp, em cũng thấy thích những người múa đẹp. Hả? Rồi sau khi hoàn thành bài múa mình rồi, bây giờ mình định thần mình nhìn hai chàng trai này đi. Cảm xúc của em như thế nào? Dạ thì anh gái đỏ có vẻ hơi bồi hồi, hồi hộp khi gặp em hả anh? Chưa có một mối tình nào. Dạ. Trai tân, trai tơ nó vậy đó. Em xin tặng quà. À, em xin tặng quà, mời em. Xin tặng quà liền. Ơi, gì? Em tặng cho bạn Vân một cái con ốc. Em cảm ơn anh. Có ý nghĩa sao lẹ vậy? Đứng bên đó nói chuyện chút đi. Ý nghĩa, biết ý nghĩa gì hay gì? Tự nhiên hồi nãy em thấy em cầm đi đi thế này là nó hết hồn luôn á. Nó nghe được tiếng sóng thì lâu lâu lấy ra nghe cũng vui, cũng hay. À vậy thôi đó hả? Có chứ không? Con ốc này có nghe được tiếng Anh không? Tiếng gì? Có nghe được tiếng Anh trong này không? Không, không, không. Nghe ù ù không chứ? Thông cảm, thiệt tình. Có người ta thiệt tình, ta chưa có tình trường, đừng có cười, người ta dạy thiệt tình luôn á. Rồi, em gái, mình cảm nhận về hai chàng trai này lúc mà mở cánh cửa trái tim ra thấy sao? À, đúng như lời chị em nói thì nhìn bạn ghế xanh có vẻ chững chạc hơn bạn ghế đỏ ạ. Dạ, cho em xin phép tặng quà. Được, mời em. Thì kẹp nách, em kẹp nách rồi ta ăn được không?
Dạ, hôm nay đến đây thì em cũng có cho mỗi bạn một quyển sách. Đây là quyển tiểu thuyết 5cm trên dây, là một trong những quyển tiểu thuyết mà em rất thích đọc. Đồng thời đó là một đặc sản Vũng Tàu, đó là một hộp khô. Hộp khô kẹp nách. Một hộp khô kẹp nách. Thiệt tình. Em muốn hỏi gì trực tiếp hai cô gái? Hôm nay thì anh đến đây thì anh muốn hỏi là các em đã thực sự nghiêm túc để tìm người yêu. Nếu trong một mối quan hệ thì tụi em quan trọng nhất là cái gì? Dạ, thật sự thì hôm nay đến chương trình thì phải là nghiêm túc thì mới đến. Có hai điều quan trọng nhất trong tình yêu. Thứ nhất là sự tin tưởng lẫn nhau, và thứ hai là sự tôn trọng lẫn nhau. Dạ, em cũng như chị, chắc chắn là nghiêm túc thì mình có tới đây được. Tin tưởng với lại thật sự chân thành với em là được. Em muốn hỏi hai bạn luôn là với bạn thì bạn mong đợi điều gì nhất ở người bạn gái của mình? Đối với em thì em mong đợi nhất là chung thủy và biết quan tâm, chia sẻ, kiểu như là có thể hiểu được ý của bạn trai mình muốn gì mà không cần phải nói ra. Khi mà chúng ta yêu nhau, nếu mà chúng ta hiểu nhau thì có gọi là tâm linh tương thông và thần giao cách cảm. Rồi, còn em? Em muốn tìm bạn thì cũng chân thành, biết chia sẻ cái khó khăn của nghề nghiệp của mình. Nói chung là không có cái gì giấu giếm cả, nói chung là nó thoải mái với nhau. Thế bây giờ chị hỏi hai cô gái mình là hai chàng trai mình đều là không phải ở thành phố Hồ Chí Minh. Tụi em có ngại đi làm dâu không? Làm dâu thì chắc chắn ai cũng phải làm thôi chị. Không có ngại, nhưng mà có điều là em sợ em làm dâu không được. Sao vậy? Sao vậy? Dạ vì em mặc dù rất là thích nấu ăn nhưng mà em nấu không có được ngon. Không sao á, ăn tôi là tấm lòng. Đâu nãy giờ tôi nghe phảng phất mùi thơm đây quá trời mà giỡn thôi. Sẵn đây em tặng quà cho hai anh luôn. Rồi. Dạ đây là món trứng chiên thịt bằm mẹ em tự chiên. Em chỉ làm những món ăn nào mà dành cho những người mà thật sự đặc biệt với em thôi. Sao mà ăn đơ quá vậy? Tại ăn sao thằng kia anh nó đơ. Đây là lần đầu tiên có một bạn gái mà nấu cho mình ăn. Thế em hơi xúc động. Yeah, được đút cho ăn luôn gì nữa. Sao em? Hình như là nó hơi mặn mặn á. Gừng cay muối mặn xin đừng quên nhau. Em cảm thấy sao? Dạ em cảm thấy ngon. Ngon. Wow. Thằng trai dễ ăn. Gu này ăn mặn. Vậy là trứng thịt bằm và muối nữa chứ. Dạ tại vì do tình cảm của em chắc đặt nhiều vào đây quá cho nên nó hơi mặn á. À không sao thì đó, chị nói mà gừng cay muối mặn mà đừng lo. Mặn chứ. Rồi, chị hỏi nè. Dạ. Bây giờ mình còn rất là trẻ. Thế em nghĩ sao, giống như bây giờ các bạn trẻ hiện đại đó, ví dụ đi ăn, đi chơi, đi đồ đó, mình share tiền nhau, thế em nghĩ sao? Em về việc share tiền nhau ấy thì em không thích cái việc mà trong một bữa ăn đó mà cuối buổi thì hai đứa share tiền nhau thì nó hơi kỳ. Ví dụ như là bạn nam có thể trả bữa ăn hoặc em có thể trả bữa ăn và bữa uống nước thì người còn lại có thể trả. Em nghĩ sao? Mẹ em có nói với em một câu là hồi lúc mà mẹ em quen ba em á, là từ lúc bắt đầu quen nhau cho tới khi kết hôn là mẹ em chưa từng phải trả một đồng nào hết. Thiệt không bác? Thiệt không bác? Trời ơi, giờ đại gia ngầm ngồi dưới đây nè. Trời ơi trời. Em muốn hỏi hai bạn nữ một câu cuối là giữa bình yên và cơ hội thì bạn chọn cái nào và giải thích vì sao? Em với em thì tầm tuổi này ấy và thì em sẽ chọn cơ hội. Vì tuổi trẻ thì em muốn trải nghiệm nhiều hơn là bình yên. Còn bình yên em cũng đã nghĩ vạch ra con đường sau này của mình khi mà đã tầm 50 tuổi trở lên ấy. Thì em sẽ muốn về quê, em muốn bình yên chị. Dạ em thì em chọn bình yên ạ. Tại vì cơ hội gì chắc chắn lúc nào cũng sẽ tới với mình mà. Em mặc dù em thích cuộc sống rất là xô bồ, nhưng mà trong thân tâm em á thì em thích những cái nơi mà thật sự là bình yên để cho mình thoáng đi á. Bình yên thì em nghĩ là chắc chắn là mình sẽ tự tạo cái bình yên đó cho mình. Em có hài lòng với câu trả lời của hai bạn đó chưa? Hiểu chưa? Dạ, sau khi nghe câu trả lời của hai bạn thì em nghĩ em đã có đáp án cho mình. Rồi, còn ai tiếp tục? Chàng sĩ quan của tôi còn muốn cơ hội hết rồi, lẹ lên, nhanh. Thì em sẽ chọn là cơ hội. Thử em đâu có hỏi cơ hội của em chứ. Mình muốn tỏ tình, mình muốn nói cái em, gì một em lần. Em hỏi đây nè. Hai cô gái nữa không để mình bấm nút. Trời này nó đâu có cần cơ hội của em chứ. Không, nhưng mà cũng lé lé là muốn cơ. Thì sau buổi hôm nay thì có lẽ là mình hy vọng là sẽ có buổi ăn tối để nói chuyện nhiều hơn.
lạc giọng nữa, run xét nó bị xét á. Tôi rất trân trọng cái chàng trai này, thật sự trong lòng dậy sóng luôn, điện chạy rần rần lạc giọng mỗi lần khoảnh khắc quyết thiệt định là bạn lạc giọng à. Không thiệt, cảm thấy là cái mic này nó không được vui sao? Không phải, không phải, ai cũng vui á, ai cũng nói lớn được hết. Thời gian đã hết. Bây giờ các bạn ơi, mình hãy đặt tay vào được cái nút bấm của mình. Mỗi cái ghế đều có hai cái nút bấm. Là màu xanh thì tương ứng với cô gái ngồi ở ghế màu xanh, màu đỏ tương ứng với người ngồi ở ghế màu đỏ. Cảm thấy có cơ hội mới bấm, còn cảm thấy không phù hợp có quyền không bấm, chứ không cần phải lịch sự. Và bây giờ đây là chương trình Ghép Đôi Thần Tốc, là nơi thể hiện cảm xúc chân thật nhất. 5 4 3 2 1. Em nghĩ là bạn Văn là một người cũng khá là khó tính đó. Ghế xanh thì tài năng, tài năng nhẹ nhàng, tính cách nhẹ nhàng. Nếu trong một mối quan hệ thì tụi em quan trọng nhất là cái gì? Hôm nay đến chương trình thì phải là nghiêm túc thì mới đến. Có hai điều quan trọng nhất trong tình yêu, thứ nhất là sự tin tưởng lẫn nhau, và thứ hai là sự tôn trọng lẫn nhau. Và nghiêm túc thì mình có tới đây được, tin tưởng với lại thật sự chân thành với em là được. Dạ, sau khi nghe câu trả lời của hai bạn thì em nghĩ em đã có đáp án cho mình. Bấm. Xong hết rồi. Là bây giờ mình cũng chỉ thành công có 50% thôi. Và không. Không. Gì nữa? Không. Sao không? Bốn phương bốn hướng luôn rồi. Gì bốn phương bốn hướng? Tôi lộn hả? Mắt tôi quắn gà hả? Dạ sao em không có bấm không? Dạ không ạ. Tại sao không bấm? Em cảm thấy là bạn, em nghĩ là chưa giống với cái hình mẫu của em. Không phải là em kêu hay là sao, nhưng mà em nghĩ là nếu mà mình bấm nút với một người mà mình không thích á, thì nó rất dễ là gây đến cái hiểu lầm hoặc là những cái điều không muốn cho nhau. Mời các em ra đây. Lỡ rồi chị hỏi luôn nhà trai đi. Yeah, cảm xúc của em như thế nào? Sau khi tìm được công việc thì em mong muốn một cuộc sống bình yên với gia đình hơn là em nghĩ vậy. Và em nghĩ và bạn ghế đỏ là phù hợp với tiêu chí của em hơn. Em cảm thấy rung động nên em đã bấm. Em cảm nhận như thế nào giờ phút này? Dạ em hơi bị rối xíu. Em không nghĩ là anh ghế màu xanh sẽ bấm chọn em. Chắc là do nhiều khi cái suy nghĩ của em nó khác hơn anh. Đấy, còn bạn cuối cùng. Dạ em thì cảm thấy không ngạc nhiên ạ. Tại vì cơ bản em biết được là mỗi người sẽ, trái tim mỗi người sẽ cảm nhận một cái khác nhau. Hôm nay thì ông Mai và Mối thất bại rồi. Nhưng thôi không sao cả, bởi vì sao ạ? Chúng ta phải luôn trân trọng cảm xúc của những người tham gia chương trình. Xin chào mọi người, chúng ta đang theo dõi chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò với phiên bản đặc biệt Hẹn Ăn Trưa. Và ngày hôm nay địa điểm hẹn hò của chúng ta đó là rạp chiếu phim Cinebox ở 212 Lý Chính Thắng. Và đến đây thì chúng ta sẽ được gặp gỡ các cặp đôi, họ sẽ trò chuyện và sẽ tìm hiểu nhau như thế nào. Nhưng quan trọng là họ sẽ được cùng nhau thưởng thức một bữa ăn trưa thật là lãng mạn. Và quý vị cũng phải nhớ khung giờ rất là quen thuộc của chương trình là 12 giờ thứ tư hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media, hoặc là cũng có thể xem trên kênh fanpage của Bạn Muốn Hẹn Hò quý vị nhé. Và bây giờ thì Cát Tường không để cho cặp đôi của chúng ta chờ đợi lâu nữa. Chúng ta sẽ tiến vào bên trong quán cà phê để xem cặp đôi hôm nay như thế nào nhé. Thứ nhất là em rất là hay quên, mọi người gọi hình áo cá vàng. Cái đó cũng là một cái điểm mạnh của em, bởi vì là em không có nhớ lâu cho nên không có giận lâu á. Nhưng mà bị cái là em cứ đi tìm chìa khóa, điện thoại, giấy tờ, chứng minh nhân dân tìm suốt. Trời ơi, có ngày nào quên tên bạn trai chưa? Lộn tên người này kêu tên người kia chưa? Dạ cũng đôi ba lần. Chào bạn trai, nãy giờ đợi chị Tường lâu chưa? Dạ lâu rồi chị. Sốt ruột không? Dạ em hơi ngạt thở. Hơi ngạt thở đúng không? Cái cảm giác mà bị che lại, bịt mặt lại rất là khó chịu thưa quý vị. Và ngồi ở đây mà đang chờ đợi người bạn gái của mình, không biết cô ấy ra sao nữa, càng hồi hộp hơn nữa. Tôi thông cảm với bạn, nhưng bạn cứ chờ tiếp đi nha.
À, chứ đợi xíu thôi, tôi sẽ ra dẫn bạn gái của em vào nha. Dạ chị. Rồi, chờ em gái đi theo chị vô. Rồi, 1, 2, 3, 4, 5 là ngồi ghế thôi. Rồi, trên bàn. Rồi, chúng ta có thể tháo mặt nạ ra được rồi đó hai bạn ơi. Rồi. Dạ em chào chị Thương. Em xin chào bạn gái bên kia. Em tên là Vũ Hoàng Sơn, em đến từ Bình Phước và hiện tại em đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Công việc hiện tại của em là em đang làm marketing manager cho thương hiệu chính là Happy Water. Em làm việc ở quận Nhất. Quận Nhất? Dạ. Rồi ở đâu? Gò Vấp. Em năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ hôm nay em 29 tuổi. 29 tuổi. Rồi mời em gái giới thiệu. Dạ lời đầu tiên thì em gửi lời chào đến toàn thể quý khán giả đang theo dõi chương trình. Chào chị Cát Tường. Chào bạn trai bên kia trái tim. Em tên là Như, em 26 tuổi, yếu một xíu. Hiện tại em đang là nhân viên văn phòng. Và quê em mình quê ở đâu Bình Thuận chị? Quê Bình Thuận. Giờ mình đang sống và làm việc ở đâu? Dạ em đang sống ở Thủ Đức và làm việc ở Bình Thạnh. Sống ở Thủ Đức, làm việc ở Bình Thạnh. Dạ. Rồi. Những cái điểm mạnh, điểm yếu của em trong cuộc sống, trong công việc là gì? Cái những điểm mạnh của em cũng là những điểm yếu của em luôn. Thứ nhất là em rất là hay quên, mọi người gọi là não cá vàng. Cái đó cũng là một cái điểm mạnh của em, bởi vì là em không có nhớ lâu cho nên không có giận lâu á. Nhưng mà bị cái là em cứ đi tìm chìa khóa, điện thoại, giấy tờ, chứng minh nhân dân tìm suốt. Trời ơi, có khi nào quên tên bạn trai chưa? Lộn tên người này, kêu tên người kia chưa? Dạ cũng đôi ba lần. Trời ơi, đôi ba lần. Rồi, thế mình có tật xấu gì không em? Em không có nhiều đâu, nhưng mà khuyết điểm thì có đó. Khuyết điểm gì? Em tuy là con trai nhưng mà em lại không biết giết gà vịt và em rất là sợ rắn rết, những con vật mà nó không có chân và nó quá nhiều chân thì em rất là sợ. Bò sát không... ha. Dạ đúng rồi, em không dám cầm vào nó. Anh có thể yên tâm mà em không có sợ mấy con đó. Gì rắn rết không sợ luôn hả? Dạ thì em nói chung là kiểu như tấn công mình thì mình sợ, còn mình thường nhìn thì em cũng không sợ lắm, em chỉ sợ chuột thôi. Còn làm gà làm vịt được không? Em không có sợ làm nhưng mẹ không cho làm, mà kêu là con gái mà làm mấy cái đó thì nói chung là sao sao đó nên không cho làm. Mà có lần em thử làm, lúc mà em đi ra thì con gà mất tiêu. Em cắt tiếp xong rồi nó đi mất tiêu. Vì em không biết làm á. Cắt cổ gà xong rồi đứng dậy đi, con gà mất tiêu. Dạ. Có nghĩa là em cắt nó chưa có đứt. Là lần đầu tiên mà chị, như sau này rút kinh nghiệm là cứ ra tiệm làm cho chắc ăn. Thôi vô tình trường đi. Tình yêu em sao cưng? Từ đó tới giờ nếu mà tính chắc cũng 2-3 mối tình gì đó, nhưng mà nó cũng không tới đâu hết. Rồi lý do tại sao chia tay? Dạ nó không có lý do gì cụ thể hết chị. Giống như là mỗi đứa học mỗi khác nhau rồi tự nhiên nó xa nhau thôi. Thật ra ai trong trải qua cái tuổi thơ cũng có những cái mối tình như vậy. Nó rất đẹp, cũng không có gì để giận hờn nhau, nhưng mà lại cuối cùng vẫn chia tay. Dạ. À còn em? Dạ em thì cũng khá lớn tuổi cho nên là cũng có nhiều mối tình, nhưng mà có những cái mối tình nó vương vấn đến em đến bây giờ. Một mối tình vào thời học sinh, khi em lớn lên thì hình như nó cũng nhạt dần nên em cũng không nhớ gì đến nữa. Em có cái tài lẻ gì trong cuộc sống không? Đi cô gái phải có một chút tài năng chứ. Dạ em thì nhiều tài lắm. Ví dụ? Ca hát, đàn, chơi sáo, đánh trống. Wow. Vẽ vời. Rồi vậy thôi hát đi ha, là đơn giản nhất. Hãy hát một bài tặng bạn gái bên này. Ok không em? Dạ em đang chú ý lắng nghe đây. Đang chú ý lắng nghe đây, cho anh ấy một tràng pháo tay khích lệ. Em sẽ hát một bài hát kèm theo lời nhắn nhủ để bạn gái được không ạ? Được. Đã có lúc tôi từng nghĩ sẽ chẳng yêu một ai, sẽ chẳng cần lâu dài. Ngày tháng cứ thế trôi dần trôi, chỉ có tôi và tôi, cô đơn là niềm vui. Rồi tình cờ người ghé qua, cười thân tươi trước nhà, làm lòng tôi biết là trái tim tôi khờ dại, có lẽ đã yêu lần hai. Dạ hết rồi. Lần này không biết lần mấy rồi nha. Dạ em xin gửi tặng bạn một đoạn bài hát. Khi gặp nhau tình yêu hé nở, nụ cười nắng mai làm hồng đôi tim ấm nồng. Bao mộng mơ ước muốn luôn làm anh vui, lòng thầm mang ơn trời đã cho em gặp anh. Hay, được. Cặp đôi này không có sợ đói, người biết đàn, người biết hát. Em ước muốn người bạn trai lý tưởng của mình là người như thế nào? Nếu như mà gặp mà mình thích thì nó sẽ thích, nó sẽ nói chung là nó không còn. Có nghĩa là em quan trọng ở cái lần đầu gặp mặt? Dạ đúng, em quan trọng cái ấn tượng đầu đó. Về ngoại hình đó thì
hơi tròn tròn xíu, nhưng mặc quần jean, áo sơ mi, nói chung là cũng gọn gàng sẽ, với lại cái móng tay á chị. Em không thích con trai để móng tay dài. Trời ơi. Sao dài vậy? Dạ em chơi đàn guitar nên bắt buộc em phải để một bàn ngắn, một bàn dài. Dạ. Cái bàn bấm thì ngắn nhưng cái bàn móc là phải dài. Dạ. Thông cảm ha, tại vì người ta nghệ sĩ, ta phải đờn. Không, nhưng mà gặp mà ấn tượng tốt thì tất cả đều không có ý đó nghĩa. Đó là mình đưa ra cái chuẩn vậy thôi. Còn dạ, gì rồi. Nữa không? Nói tiếp. Về tính cách đó thì muốn gặp một bạn trai mà có thể lắng nghe em, chịu đựng được em, hay suy nghĩ xíu, em hay nói chung là tính vu vơ, không sao cả, phụ dạ, nữ nhưng mà. Mà bù lại cái là em có thể nấu ăn ngon cho nên là bạn không sợ đói. Được. Thế còn em muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Một cô gái dễ thương, hát hay. Vừa rồi là bạn ấy hát rất là hay và em rất là thích. Nấu điều ăn, gì em không thích ở người bạn gái? Một người bạn gái áp đặt, như là anh muốn quen em anh phải thế này là giống chị quá vậy. Người đó chỉ có chị thôi, không có ai đâu, đừng lo. Vậy thì đừng giống chị Cát Tường nha em. Mai mốt em định lập nghiệp ở đâu nếu mà khi kết hôn? Dạ, cái mục tiêu của em là em sẽ lập nghiệp ở Sài Gòn. Thế bây giờ chị Tường sẽ mở cái cửa trái tim này ra để cho hai bạn có thể trực tiếp trò chuyện với nhau. Mơ thành phố. Dạ, có bó hoa gửi tặng bạn nha. Cảm ơn em ạ. Dạ, em có món quà nhỏ tặng cho anh luôn. Cũng là hoa luôn. Cái hoa thiệt, cái hoa giả nha. Dạ, cảm ơn dạ, nha. Dạ, hoa thiệt luôn á chị. Trời, cái bó hoa thiệt mà chị tưởng hoa giả chứ. Chào anh, Thạch Thảo. Tím là tên của loài hoa này ạ. Nó có ý nghĩa là lưu luyến khi chia tay. Mong rằng sau cuộc gặp đầu tiên này, dù bấm hay không bấm, chúng ta sẽ có một kỷ niệm, một trải nghiệm đẹp, có gì đó lưu luyến. Chúc em một ngày vui vẻ. Chắc chắn là em đã có lưu luyến với bạn rồi. Bây giờ chị Tường sẽ có một cái trò chơi nhỏ với hai bạn. Trên tay chị Tường là những cái lá bài. Trong này có những cái yêu cầu, có thể là mình chia sẻ với đối phương hoặc là mình yêu cầu đối phương làm một cái điều gì đó. Dạ được. Dạ. Mời em gái. Màu hồng. Nụ hôn đầu của anh là vào năm bao nhiêu tuổi và ở đâu? Nụ hôn đầu của anh chắc là lúc đó anh 20 tuổi và như ở Sài Gòn thì phải. Anh sinh viên năm thứ hai. Sinh viên năm thứ hai có được nụ hôn đầu. Cẩn thận cái bị gạt. Em suy nghĩ sao về tình một đêm và em có sẵn sàng thử hay không? Em không có đồng tình với cái việc tình một đêm. Cái việc đó thì con gái sẽ thiệt thòi hơn. Nếu như mà ấy thì mình phải cần phải biết cân nhắc và giữ gìn bản thân mình. Thật ra hai bạn này có một cái sự trùng hợp với nhau ha. Bốc hai câu hỏi nhưng mà ý thật sự ý nghĩa nó cũng tương tự như nhau. Và các bạn qua những câu hỏi như vậy các bạn cũng phần nào hiểu được ý của đối phương rồi. Thôi bây giờ đến phần quan trọng ngày hôm nay, đó là có thực với vật được đạo. Bây giờ phải ăn cái đã. Dạ. Thì Tường đã có chuẩn bị sẵn, có gọi sẵn cho hai bạn từ cái quán thức ăn nhanh Mr. Steak ở 219 Đề Thám. Món mà cái Tường chọn cho hai bạn ngày hôm nay đó là cơm bò chua ngọt và mì bò cay. Xin mời lên đồ ăn. Mời hai bạn, đây là món cơm bò chua ngọt và mì bò cay. Ăn nếu mà mình thấy ngon mình có thể mai mốt mình đi chơi ở đâu đó, mình đi picnic gì đó, mình cứ cần điện thoại thôi 0286275469. 15-20 phút sau đồ ăn sẽ tới tận nơi còn nóng hổi cho mình luôn. Ăn thiệt no bụng và phải tâm sự với nhau nha. Một chút xíu nữa chị Tường sẽ quay lại. Chúc hai bạn ngon miệng. Chào chị. Ăn tự nhiên nha cơm. Dạ. Dạ em làm dấu, em có đạo á. Anh có làm dấu nha. Ủa anh cũng có đạo. Anh cũng là đạo Thiên Chúa. Rất vui vì gặp một cô gái cùng đạo với anh. Ồ, anh có thích đi du lịch không? Anh mời em qua Tết đi du lịch nha. Có hứng thú đi không? Dạ có, em cũng thích đi du lịch lắm. Nếu như em có hứng thú muốn về đó để đi du lịch thì anh sẽ làm hướng dẫn viên cho em ở Bình Phước. Đây rất là trong chưa. Anh sẽ chủ động liên lạc cho em và em muốn gặp giờ nào thì anh sẽ gặp em giờ đó. Dạ. Hôm nay là lần đầu tiên ăn cái món này. Em cũng lần đầu tiên luôn. Anh rất kém trong ẩm thực. Chẳng hạn như anh dẫn em đi đâu đó thì để chọn món ăn hay là ăn cái gì thì anh không biết đâu. Để em. Em thấy nhà anh là một người như thế nào? Em nghĩ là anh sẽ hơi tròn tròn xíu. Tròn tròn hả? Dạ, nhưng mà mở ra thì cũng vẫn ấn tượng, còn ấn tượng. Mùi vị như thế nào? Lạ lạ nhưng mà ngon. Làm dâu được không? Dạ thì em nghĩ là được nhưng mà em cũng hơi sợ. Em nghĩ bao lâu nữa thì em phù hợp với hôn nhân? Một hoặc hai năm nữa. Cuối năm nay hoặc là năm sau cũng được, tại vì em cũng đã sát nút 30 rồi. Nhưng mà đã chuẩn bị mọi thứ cho hôn nhân chưa? Dạ em đã chuẩn bị tinh thần. Tinh thần? Rồi lấy vợ mà tinh thần không đâu có đủ. Đến tuổi này là em phải có rồi chứ. Từ khi em 18 tuổi em đã độc lập. Rồi bây giờ chúng ta đã có quá nhiều thời gian để tâm sự rồi, ăn uống cùng nhau rồi. Bây giờ đến giây phút chúng ta có thể nói, thổ lộ cái cảm xúc của mình dành cho người đối phương.
Cách đây khoảng nửa năm trời thì anh có vô tình đến một cái form đăng ký vào chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò và quên luôn. Thì không ngờ là đến thời điểm này thì chương trình đã liên hệ và anh không chần chừ. Anh nghĩ rằng là nơi này sẽ cho anh gặp được một người con gái phù hợp với mình. Và hôm nay anh gặp em đó là một điều may mắn của anh. Anh hy vọng rằng có thể cùng em nhiều thời gian hơn nữa để chúng ta có thể gắn lại với nhau, trở thành những cặp trẻ yêu thương nhau và tiến xa nữa là đến hôn nhân. Trong lòng em đã có xao xuyến, đã có sự rung động gì chưa? Dạ có, tại vì cô ấy có đôi mắt rất là đẹp. Rồi, cảm ơn em. Thế em gái? Dạ, thì trước đây thì nói chung là em có gặp nhiều người, có thể là không đúng người, có thể đúng người mà không đúng thời điểm. Nhưng mà bây giờ em hy vọng và em nghĩ bằng cái ánh nhìn đầu tiên thì em nghĩ đây là đúng, em có thể hy vọng là đây là vừa đúng người vừa đúng thời điểm để không phải hối tiếc gì thêm. Hy vọng cái điều cảm nhận của hai bạn, cái điều chia sẻ của hai bạn là sự thật. Bây giờ thì đến thời phút quan trọng nhất, hai bạn hãy đặt tay vào cái nút bấm này. Trái tim ta rung động thật sự chúng ta mới bấm nút nha các bạn. Tường sẽ đếm từ 1 đến 3. 1 2 3 Hết thời gian. Rất đẹp đôi. Hãy nắm tay nhau. Hy vọng những gì mà từ nãy giờ hai em chia sẻ đều là những cái cảm xúc chân thành nhất. Bởi vì nhiều khi có những cặp đôi lên đây họ bấm nút vì họ lịch sự, điều đó chúng tôi hoàn toàn phản đối. Hãy tìm hiểu nhau, hãy dìu nhắc nhau và nhanh chóng có thể về chung một nhà. Dạ, cảm ơn chúc chị. Hai bạn hạnh phúc. Dạ, cảm ơn chị nhiều. Cảm ơn chương trình. Và bây giờ thay mặt cho chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò xin gửi tặng hai bạn một cái vé xem phim tại cụm rạp Cinebox 212 Lý Chính Thắng để các bạn có một không gian xem phim thật ấm cúng và lãng mạn. Em nói ra thì cũng hơi ngại, thì cũng bước sang tuổi 30 rồi chị Cát Tường à, nhưng mà chưa có một mối tình rất dài nào hết. Kính thưa quý vị, và bây giờ thì Tường đã ngồi ngay trái tim rồi, trái tim đang đóng cửa nha. Bởi vì khi phải có hai người trái tim mới mở cửa được. À, bây giờ mới có chàng trai thôi, vậy cô gái đâu rồi? Hello, chào em trai. Chào chị. Biết chị nào không? Dạ, em biết chị Cát Tường. À, chị Cát Tường nãy giờ ngồi đợi lâu rồi ha. Dạ. Bây giờ chị Tường sẽ ra mời bạn gái của em vào nha. Dạ, đợi dạ. Chị một chút xíu. Rồi, lên ghế rồi ha, ngồi lên ghế. Cảm ơn chị. Rồi, bây giờ chúng ta có thể mở mặt nạ ra được rồi đó em trai ơi. Ừ, chào em, dễ thương quá. Rồi, chào anh luôn. Rồi, bây giờ mình bắt đầu chia sẻ tâm sự. Mình hãy giới thiệu về tên tuổi, công việc, quê quán, nghề nghiệp của mình. Rồi, mời bạn trai trước. Dạ, xin kính chào chị Cát Tường. Dạ. Xin kính chào các anh chị trong ban biên tập chương trình. Em tên là Nguyễn Thanh Tâm. Em sinh năm 1981. Công việc hiện tại của em là em làm bên Hội Nông Dân xã. Quê quán của em là ở tỉnh Tây Ninh. Hiện tại là mình ở Tây Ninh luôn. Dạ. Rồi còn em, giới thiệu đi. Em chào chị Cát Tường, chào anh bên kia và tất cả mọi người. Em tên là Nguyễn Thị Mai, em sinh năm 1989. Quê em ở An Giang. Hiện tại em đang làm việc và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, em làm nhân viên văn phòng chuyên bên kế toán kho xuất nhập hàng hả chị? Ừ. Em tới Tây Ninh, xuống Tây Ninh lần nào chưa? Dạ, em đi một lần bị lạc đường không? Đi đâu xuống dưới đó dữ vậy? Nghe bạn bè nói núi Bà Đen vui vui cho nên mong chen đi. Thế còn em về quê bạn gái lần nào chưa? Dạ, em có về An Giang rồi chị Cát Tường. Đi xuống An Giang làm gì? Dạ thì đi cũng chung với gia đình để biết về sông nước miền Tây á chị. Thấy cảm giác như thế nào về những người miền Tây? Dạ, người miền Tây thì chân chất chất phát thiệt thà, người miền Tây rất là dễ mến dễ thương. Đúng rồi, người miền Tây dễ thương lắm. Rồi ưu điểm khuyết điểm của em đi. Ưu điểm của em thì em biết quan tâm chăm sóc của công việc của gia đình, biết lắng nghe ý kiến của mọi người. Về khuyết điểm của em thì cũng hơi nóng tính chút. Đợi bạn gì đâu mà lâu quá, khoảng hơn tiếng là nghe cũng hơi nóng thôi. Nãy giờ đợi tôi hơi lâu rồi. Vậy nãy giờ dạ. Nó đợi chị em mình hơi lâu đó. Không có chị, có thể em ca nhạc trữ tình, rồi em có thể ca cải lương được. Tốt quá. Dạ. Rồi bạn gái thì sao? Ưu điểm của em là dễ hòa đồng, có thể là bắt chuyện với những người mà đối diện với mình. Hài hước, vui vẻ, cũng sâu sắc. Cái nhược điểm của em thì có là cái nóng tính thôi chị. Trời ơi, bên đây nóng tính, bên đây cũng nóng tính là chết luôn. Lúc em nóng tính nhất thì em làm gì?
Những lúc em nóng tính thì em quạo, em nói không rồi em có đập đồ đập đạt gì dạ không, chỉ quạo nói lớn tiếng thôi. Không có cào cấu ai lần nào không, chưa không không vậy cũng chưa đến nổi. Em nóng em làm gì? Chút lát đâu cũng nguội hả chị? Ông bà thường nói thì nóng quá nó mất khôn. Dạ dạ. Có quánh ai gì nào chưa? Dạ không có chị. Rồi cũng, vậy là cũng chưa đến nổi. Cái nóng kiểu đó thì ai cũng đã từng nóng cái đó rồi hết trơn á. Dạ thì đến với chương trình thì em xin kính tặng chị Cát Tường, ban biên tập của chương trình và bạn gái đối diện với em, bài Hẹn Hò Ánh Trăng. Rồi dạ. Mời em Hẹn Hò Ánh Trăng. Giờ này chưa có trăng, 12 giờ đêm mới có trăng. Thì cái này 12 giờ trưa. Dạ. Mời em vô. Em nhớ không em, dưới ánh trăng năm nào, anh với em vui đùa bàn tay nhỏ xinh xinh, nắm tay hán câu hẹn hò rồi em ngồi khóc trong lòng anh. Em đừng giỏi hơn tuổi sầu như thế, có anh bên nàng cùng chia sẻ đắng cay, bên anh có em trong bề lòng nguyện thề sống câu thì chung, bên em có anh trăm bề lòng nguyện thề ngắm mây trời bay, cầu cho đôi lửa mãi bên nhau, trái tim trao người anh thương sẽ không bao giờ nhạt phai, cho dù vàng sầu thế lương anh vẫn luôn bên người anh thương. Hay, giọng rất là ngọt ngào. Sao cảm giác như thế nào em gái? Dạ giọng ngọt là thích rồi, miền Tây đó là chữ tình và cao cổ là hai thứ em thích. Hay rồi ha. Ok rồi bây giờ qua tới tình trường. À em nói ra thì cũng hơi ngại, thì cũng bước sang tuổi 30 rồi chị Cát Tường à, nhưng mà chưa có một mối tình rất dài nào hết. Lý do tại sao ế lâu dữ vậy? Cái thứ nhất là em nghĩ phần lớn là em hay tự ti bản thân mình á. À, em thấy là bề ngoài hay là cái gì đó mình không bằng người ta, cho nên là em hay lẩn tránh khi mà có một ai đó mình biết là thích mình, cho nên là em chưa rút mắt vô. Mới gì tự nhiên ta thích mình rồi mình phải lẩn tránh trời. Nói chung em cảm thấy là mình không có đủ tự tin để đến với người đó, nên là chắc có lẽ là với lại môi trường làm việc của em á, là thứ nhất là nam có gia đình hết rồi, cho nên là cũng gây một phần là ế thì không được. Cái này phải bỏ, mình làm vậy là mình làm mất cái cơ hội của mình. Mình phải cho bản thân mình một cơ hội, nghĩa là mình cho đối phương một cơ hội để tìm cái hạnh phúc. Mình phải mở lòng mình ra thử. Bây giờ 30 tuổi rồi, có bị gạt cũng có sao đâu trời. Bị gạt một lần chứ biết mùi đời chứ. Em sợ khổ. Sợ khổ cái gì, phải có khổ, có sướng, có vui mới gọi là cuộc đời. Bữa nay phải quyết tâm nha. Ok. Ok. Rồi, vậy là chưa được hôn lần nào luôn phải không? Đúng rồi chị, chưa được nắm tay luôn á. Chưa được nắm tay luôn á. Bữa nay muốn không? Ờ được rồi chị ơi. Bữa nay là bấm nút là nắm tay đó. Riêng em bấm nút là chị bonus cho cái hung má luôn nha. Wow. Nói trước, suy nghĩ kỹ trước khi bấm nút. Rồi em. Em đã trải qua một mối tình, chia tay nay cũng một năm. Lý do bạn gái chia tay đối với em có nghĩa là bạn ấy nói thì thôi giờ mình còn không phù hợp với nhau nữa. Quen nhau cũng gần 3 năm chị. Bây giờ quên hết chưa? Dạ em đã quên rồi. Quên rồi đúng không? Dạ. Sẵn sàng đón nhận một tình yêu mới. Dạ đúng rồi. Lấy vợ xong mình sẽ về Tây Ninh ở hả? Đó là do hai người có thể là trao đổi với nhau, có thể thì nếu thương nhau thì mấy miếng cũng trèo hết chị. Rồi tới em, ví dụ làm dâu xa em chịu không? Dạ cũng được, thì em nói là trong vòng miền Nam là được chị. Em có muốn bắt rễ không? Được cũng được. Được luôn hả? Trời em cái gì cũng được, em móng chuồn lắm rồi, biết móng chuồn không? Dạ biết. Thôi bây giờ thì như vậy, chị Tường sẽ cho các em nhìn thấy nhau nha. Dạ. Mình sẽ nhìn thấy nhau rồi mình sẽ trò chuyện tiếp. Dạ. Rồi mở cửa trái tim. Chào, chào em. Chào anh. Lần đầu tiên đến với chương trình anh có món quà anh tặng để anh bớt tóc cho em. Cảm ơn anh. Trăm cài mái tóc. À dạ thì em không biết gì hơn là tinh thần, đây là từ quà em làm tặng tay em tặng. Rồi, anh. Anh cảm ơn em. Cái gì vậy em? Dạ thì thế ấn tượng đầu tiên khi kéo cái cửa trái tim này ra thì em nhìn thấy cô gái đó em có ấn tượng như thế nào? Dạ lần đầu tiên thì em thấy bạn gái rất là xinh, nói chuyện thì dễ nghe, ngoan hiền, dễ tiếp xúc. Dạ cảm ơn. Em nhận thấy ảnh như thế nào? Dạ em thấy ảnh hiền, chân thật. Rồi bây giờ một câu nữa là tôi sẽ cho đồ ăn lên cho hai bạn ăn trưa nè, đói bụng rồi nè. Đi xa đói bụng rồi ha. Điều gì em không thích ở người bạn gái? Quá lằng nhằng. Thế còn em? Dạ em nghĩ thứ nhất là gia trưởng, nhậu nhẹt và không quan tâm đối phương á. Em có gia trưởng không? Báo chị em không có gia trưởng. Ngược lại là em phải biết lắng nghe,
ý kiến của mọi người để đóng góp cho mình, là mình được hoàn chỉnh hơn. Em có nhậu nhẹt không? Dạ đôi lúc thì đi đám tiệc có chị. Ảnh có đạt, ảnh có là nằm trong cái tiếp người mà em đang tìm kiếm, cái mẫu người lý tưởng của em. Nó hơi khác xa với cái mà chị khoan, chị Tường cho em hỏi là một câu nhỏ nữa. Nhỏ là ảnh sinh năm 81 được không, có hợp tuổi không? Không, em không quan trọng tuổi đâu. À, hỏi để biết thôi cái gì. Dạ đúng rồi. Nhưng mà ảnh có hợp không, ví dụ như là chiều cao, cân nặng, vóc dáng? Nó cái mong muốn lệch. Lệch, lệch cái chỗ nào? Em nghĩ là mắt to chút xíu. Mình cái to xíu, vậy là ảnh hơi nhỏ con. Mắt thấy à, mắt á hả, mắt to hả? Mắt phải to hơn xíu em nghĩ là. À, là em muốn mắt to hơn xíu hả? À. Còn em, cổ đạt được bao nhiêu phần trăm cái điều em mong muốn? Em thì dễ thương, xinh xắn, đạt 98. Trời ơi, ông xạo ông ơi, 98 đâu mà dữ vậy không biết nữa. Ngay trên tay và Tường có một sắp bài. Trên này là có những cái phiếu yêu cầu. À, mình sẽ yêu cầu đối phương làm một cái điều gì đó. Mình dám chơi không? Chơi không? Thì phải chơi mới biết chứ, phải thử cuộc đời mà cứ chết nhát vậy hoài. Sướng vui, đắng cay, chịu đựng cái gì cũng phải thử qua. Có chị Tường ngồi đây mà em lo gì? Trong đầu em không nghĩ ra là phải chơi không? Chơi luôn. Chơi luôn cho em tới trước. Tới đây là chơi. Đọc lên. Nói một điểm bạn không thích ở đối phương. Nói thật lòng nha, nhìn đi. Một điểm bạn không thích ở đối phương. Phải nói thật. Cụ thể cái gì em không thích ở đối phương? Nhiều tuổi hơn em. Em sinh năm nhiêu? 89. 89 bên này người ta 81 có 7 tuổi mà nhiêu gì trời. 8 tuổi nhiêu gì trời. 8 tuổi. Vậy là em thích quen tim tim phải không? Em nói là từ 30 đến 36. 37, 38 nữa không có 1, 2 tuổi thì nhiêu. Nhưng mà đó là lời thật lòng của người ta, mình phải trân trọng. Dạ đúng rồi. Rồi tới phiên em. Điều đi nhất anh em từng làm là gì? Lúc anh mà đợi chờ mà bạn gái lâu quá nóng lên hơi quạo chút vậy thôi. Mà làm gì ra, cái điều điên nhất khi nắm tay nóng giò nóng quá chà tay chà giò để cho bớt nóng lại thôi. Vậy thôi hả? Dạ. Vậy là điên, cái đó điên nhất. Dạ rồi. Dạ dạ. Thôi bây giờ đói bụng rồi, bây giờ chúng ta ăn trưa thôi. Ngày hôm nay hẹn hò ở đây là quán cà phê của rạp chiếu phim Cinebox ha. Thì ở đây bây giờ cái tiện lợi nhất là mình sẽ gọi thức ăn nhanh để người ta mang đến cho mình ăn. Yeah. Thì chị Tường đã order sẵn cho các em rồi. Yeah. Rồi cho đồ ăn lên đi hai bạn. Cơm bò chua ngọt, mì bò cay. Mở ra đi hai bạn. Yeah. Ở đây là một cái quán ăn nhanh, chị đã order từ ở 219 Đề Thám, quận nhất. Yeah. Mình gọi điện là khoảng 15-20 phút sau người ta giao đến cho mình luôn. Đây rất là nhiều món đồ ăn, rất là ngon, tiện lợi. Thưởng thức rồi trò chuyện rồi tâm sự với nhau ha. Yeah. Ok, mời hai bạn ngon miệng. Yeah. Nhớ ăn hết và phải tâm sự với nhau nha. Yeah. Anh là thứ mấy trong gia đình? Anh thứ út của gia đình. À, thằng nguyên gia đình anh chỉ là còn một mình anh là còn độc thân hả? À, đúng rồi em. À, anh nói anh làm trong cái hội nông dân, vậy là cái phần công việc chính của mình là anh sẽ làm cái gì anh? Về công việc của anh là làm bên ngành hội, có nghĩa là mình giúp nông dân để phát triển kinh tế xã hội. Em ăn muốn ăn nghe cảm thấy ngon hả? Ừ, dạ anh ăn đi anh. Anh làm cái đó được bao nhiêu năm rồi anh? Khoảng 6 năm rồi em. À, cũng lâu. Và một tuần là mình làm từ thứ hai đến thứ bảy luôn hay sao anh? Anh làm từ thứ hai tới thứ sáu thôi. Anh làm giờ hành chính. Những cái lúc mà rảnh rỗi nghỉ đó anh có thường làm đi thể dục, đi đá banh hay là như thế nào không? Anh có thể chia sẻ với em không? Những lúc rảnh rỗi thì anh ở nhà anh phụ công việc gia đình. Tại vì ở nhà anh nói chung cũng có làm ruộng, cũng có rẫy trồng cao su rồi á. Nói chung vì đôi lúc rảnh rỗi thì anh về anh phụ công việc gia đình. Vậy? Đôi lúc đi uống cà phê với bạn bè. À, cũng nên như vậy. Là mình không có đá banh hay là không có đánh cầu gì hết hả? Không. Có, anh đá banh chứ, anh thích đá banh. Một tuần anh có thể chơi mấy buổi? Thứ bảy chủ nhật thì có thể là mấy anh em tập hợp với nhau vậy đá sân mini á. Cái mẫu mà hình tượng bạn gái của anh á, anh có thích là họ hơi kiểu mà không có chậm tính, giống như là họ hơi năng động á. Có thuộc cái gu của anh không? Anh cũng dễ lắm. Xin miễn đối với anh, người bạn gái mà biết kính tin nhường dưới là vậy là đã đủ đối với anh rồi, phải không? Cái cách giao tiếp nó nhã nhặn chút là vậy là được. Tại vì em cũng nói trước thì tính em thì nó cũng hơi nói nhiều, nó hơi vui vui thôi. Kiểu mà gọi là thùy mị thì em không có thùy mị. Dạ. Nhưng mà ý nói trong những trường hợp thì mình cũng biết trầm lại để cho nó phù hợp. Dạ. Lần đầu tiên thì anh gặp em, anh rất có cảm tình và thiện cảm với em. Thì anh mong rằng hai chúng ta cho nhau một cơ hội. Cái nhìn đầu tiên thì em đối với anh thì em cũng nói với chị là hiền và có cái gì đó nó hơi thật thà, thì em nghĩ là cũng là một người của gia đình. Mình cứ đòi hỏi, mình cứ tìm kiếm những cái gì nó xa vời. Chị nè, bây giờ 40 mấy tuổi vẫn ở một mình, chị cũng kén chọn dữ lắm, cũng kén cá chọn canh, nắng không ưa mưa không chịu.
Nhưng mà rồi cuối cùng giờ bây giờ thì Tường chỉ mong một người nào có thể thật sự yêu mình và chiều mình, hiểu ý mình, chấp nhận công việc mình đang làm và nói yêu thương mình mỗi ngày là chị cảm thấy hạnh phúc rồi. Hãy suy nghĩ thật kỹ, đặt tay lên nút bấm đi hai bạn. Suy nghĩ thật kỹ, bấm nút là trao duyên cho nhau, bấm nút là cho mình một cái cơ hội để tìm hiểu trai gái hẹn hò yêu đương chứ không phải là tìm bạn. Không rung động, không thích, không bấm. Thật sự rung động thì phải bấm, đó là cơ hội. Cơ hội không đến nhiều lần trong cuộc sống của chúng ta. Hãy làm đúng với mách bảo của trái tim mình. 1 2 3. Hết thời gian. Tại sao em gái vẫn quyết định không bấm nút? Cho em nói câu xin lỗi đầu tiên. Thì em nghĩ á, nếu như mà em bấm á thì chấp nhận hẹn hò đi thì nó sẽ kiểu cái gì đó, nó sẽ gọi là gượng ép. Nói chung thì em cũng có ý nghĩ như vậy thì anh cũng cảm ơn em. Cái lý do thật sự là con tim em nó không có đủ cảm xúc rung động mà để bấm nút. Và cái phần nữa là em không bấm nút để mà cái cơ hội khác, một người khác tốt hơn để đến với anh. Còn hơn em bấm nút, em tìm hiểu anh một nửa tháng, một tháng rồi em kiểu như cảm xúc em nó dẫn dậy thì là gây ra tội lỗi đối với anh. Cô gái rất là thẳng thắn, cũng rất là thật tình. Thật ra rất là thật tình, như vậy là mình cũng đáng trân trọng. Mặc dù là ngày hôm nay thì cánh cửa này, cánh cửa trái tim này đã không cùng sáng đèn. Tuy nhiên rằng chúng ta đã lắng nghe và đã xem một cái buổi hẹn hò hết sức là chân thật. Và chị Tường cũng thay mặt chương trình chúc cho hai bạn sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương của mình. Rất nhiều người đang theo dõi chương trình này trên kênh YouTube MCV Media, trên kênh fanpage của Bạn Muốn Hẹn Hò. Và biết đâu đó có những người, những chàng trai, những cô gái đang theo dõi và đang rất muốn bấm nút với hai bạn. Chúc hai bạn sớm tìm được một nửa của mình nha. Cảm ơn chị Cát Tường, cảm ơn chương trình. Và bây giờ thì Tường thay mặt chương trình sẽ gửi tặng cho hai bạn mỗi người là một cái voucher. Các bạn có thể có thêm một cơ hội nữa để tham gia chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò với phiên bản offline. Và hy vọng khi đến với Bạn Muốn Hẹn Hò offline thì mình lại có thêm một cơ hội để tìm một nửa yêu thương của mình. Gửi tặng hai bạn. Em cảm ơn chị Tường. Cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò phiên bản đặc biệt hẹn ăn trưa. Và bây giờ chương trình xin phép được dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị vào tuần sau vào lúc 12 giờ thứ tư hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media và trang fanpage của Bạn Muốn Hẹn Hò. Xin chào và hẹn gặp lại.